Này, yêu cầu nhá, cho một cái sơ đồ mạng như này, yêu cầu là chúng ta tính trễ đầu cuối từ từ cái máy tính PC này đến cái R2, từ PC đến R2 này nhá. Từ đây đến R2 thì mình cộng hai chặng thôi. Thứ nhất là mình tính trên chặng thứ nhất này. Đấy. Rồi mình cộng cả trễ ở trong cái router này nữa, rồi cộng với chặng thứ hai, mình cứ tính như thế mình cộng dồn lại. Thế thì ở trên chặng thứ nhất ấy, thì nó có hai loại trễ nhá. Thứ nhất là trễ trễ truyền dẫn này là D, propagation cũng ghi tắt là chữ P thôi nha. Đấy. Trễ truyền dẫn thì nó sẽ bằng là theo công thức nó sẽ bằng là chiều dài ở đây nhá. Chiều dài từ đây đến đây là 100 m đúng không? Thì các bạn ký hiệu là D1 đi. D1. Đấy. Chia cho tốc độ lan truyền của tín hiệu, cái này mình ký hiệu là F này. Bạn thay vào nhá. Trên F. Cái thứ hai nữa, ở trên cái đường truyền này nó còn một loại trễ nữa đúng không, là các bạn phải cộng với cái loại trễ thứ hai là trễ truyền dẫn, cô ghi tắt là DT nhá, tức là D delay trên mission này. Cái D này ấy thì nó sẽ bằng tính sẽ bằng là kích thước của gói T đúng không, kích thước ở đây này. Đấy. Các bạn đổi ra là mình ký hiệu có đây là L. Các bạn lưu ý nha, phải liên quan đến đơn vị của nó nha. Nếu các bạn để byte thì đáp án của nó sẽ là byte. Đây chỗ này này. Đấy, các bạn phải lưu ý. Đây là L này. Đấy, thấy chưa? Chia cho tốc độ của liên kết. Đây, cái này chính là R. Đấy. Cái này là 100 megabit trên giây. Thì các bạn phải đổi ra bit trên giây nhá. Bit trên giây. Đấy. Khi cái này là bit trên giây thì cái này các bạn byte các bạn phải đổi ra bit. Thì giảm ước bit với bit nó mất hết đúng không? 100 megabit trên giây thì các bạn đổi ra sẽ là 100 nhân 10 6 bit trên giây. Đấy. Cái này trên R. Được chưa? Đây là cái chặng thứ nhất. Cái chặng thứ hai là nó phải đi qua cái router này. Thì ở trong router này nó mất một cái khoảng thời gian là trễ xử lý deprocessing và QE, DQE. Thế thì trong trường hợp mà nếu người ta bỏ qua hai cái này, đúng không? Thì cái trễ ở trong router mình coi như nó bằng không. Cộng tiếp ở trên cái đường truyền dẫn thứ hai này thì làm tương tự như thế, thì trên cái đường thứ hai này ấy thì nó cũng có một cái trễ là trễ truyền dẫn, mình ký hiệu là DB, DB phẩy đi hoặc là DB2 tùy các bạn nhé, sẽ bằng là D2 chia cho F. Nhớ phải đổi đơn vị để làm sao nó giảm nước đi được đúng không. Ví dụ đây là mét trên giây này thì đây mình để mét rồi này. Cái thứ hai là D DT trễ truyền dẫn đấy của cái chặng thứ hai là DT phẩy, hoặc các bạn ký hiệu là DT2 cũng được, bằng L là kích thước của gói tin. Gói tin ở đây vẫn là gói tin có kích thước như này đúng không? L nhưng chú ý đổi ra bit nhá. Đây là byte phải đổi ra bit. Một byte thì bằng 8 bit ấy, các bạn biết rồi. Chia cho tốc độ truyền của cái liên kết này. Cô xin lỗi chỗ này mình ký hiệu đây là R1 nhá. Thì đây tốc độ truyền của liên kết này nó hơi khác đúng không? Mình ký hiệu đây là R2. R2 đây là 1000 megabit trên giây. Mình đổi ra sẽ là 1000 nhân 10 6 bit trên giây. Các bạn đổi ra các bạn thay vào. Đấy, thì như vậy là trễ từ VC đến R2 thì sẽ bằng cái trễ này cộng lại đúng không? Cái trễ ở đây bỏ qua. Đấy, bởi vì là bỏ qua trễ xử lý và trễ hàng đợi, sau đó mình cộng với hai cái trễ này thì nó sẽ ra trễ đầu cuối đầu cuối. Đấy, các bạn đặc biệt lưu ý nha, làm cho nhanh và chú ý đổi đơn vị cho cùng đơn vị, đừng đừng có để nếu mà không đổi đơn vị chia mình sẽ sai. Đây là bài đầu tiên. Cái bài số 2 này chắc có lẽ là cũng không phải chữa. Thì ở đây chúng ta cứ chia thành 16 bit một đúng không? 16 bit thì ở đây các bạn đổi đổi phải đổi cái này ra nhị phân nhá. Sau chia thành hai này, chia thành hai thì đây là 16 bit, đây là 16 bit, các bạn cộng lại với nhau. Theo nguyên tắc cộng ở trong hệ nhị phân được một cái chuỗi 16 bit, sau đó là chúng ta đảo tất cả các bit đấy đi thì đấy chính là cái checksum, giá trị checksum mình thu được, được chưa? Biểu diễn mặt nạ mạng dưới hai dạng. Dạng thứ nhất là nhị phân và dạng thứ hai là thập phân. Thì các bạn đổi nhanh thôi. Nhìn vào cái mặt nạ mạng này ấy, thì mình sẽ biết được là số bit một ấy của cái phần bit cao của mặt nạ là bao nhiêu bit. Ví dụ cái thằng này, đấy cô lấy ví dụ cái mặt nạ này, đúng không? Thì dạng nhị phân của nó ấy, thì ở đây là 25 bit đầu tiên.
trong tổng số 32 bit thì 25 bit đầu tiên thì nó sẽ biểu diễn là bằng 1 hết, đúng không? Thì chúng ta sẽ biểu diễn 1 1 này. 1. Đấy, vân vân. Vân vân nha. Cái đầu tiên là 8 bit 1, đúng không? Đến cái octet thứ hai cũng thế, 8 bit 1 1 1. Octet thứ ba cũng 8 bit 1. Đây là 8 bit này. Bạn ghi đây 8 bit. Cái này là 8 bit. Cái này cũng đây là 8 bit nhá. Cái cuối cùng. Cuối cùng là cái octet cuối cùng nó còn 1 bit nữa thôi đúng không? Đấy. 3 8 24 rồi thêm 1 là 25. Thì ở đây cái octet cuối cùng thì mình ghi chi tiết ra. Tất nhiên là khi các bạn thi trắc nghiệm thì các bạn không phải trình bày chi tiết như này nhá. Đấy. Như đây là cái mặt nạ của nó đây. Thế từ thì đây nó, thì nó sẽ là 255 255. Đúng rồi. Từ đây chúng ta sẽ đổi sang thập phân nhá. Thập phân mà 80 bit 1 thì tương ứng giá trị bao nhiêu? 255. Đấy các bạn phải nhớ cái cụm đấy. Cho nhanh. Khi biểu diễn dạng thập phân thì hai octet mình phải cách nhau bởi dấu chấm. Các bạn tìm hiểu cái cách đổi từ thập phân sang nhị phân ở trên máy tính bấm của mình nhé, cho nhanh nhá. Cái này này, đây là 2 mũ 7, các bạn sẽ thuộc thuộc những cái đấy, 2 mũ 7 là 128 nhá. Đây này, 0 1 2 3 4 5 6 7 27 128. Đấy. Được chưa? Đây là cái mặt nạ của nó đây. Tiếp theo, tính địa chỉ mạng từ địa chỉ IP sau, cái này cũng rất dễ rồi nhá. Đấy. Thế bây giờ tính địa chỉ mạng từ địa chỉ IP thì mình đổi cái địa chỉ mạng này, sau đó là ra nhị phân mình end với mặt nạ của nó, đúng không? Mặt nạ của nó thì lưu ý này, ví dụ như là 172 nhé, 172 đây cái subnet của mình nhá, subnet đây là 26 đúng không? 26 này thì các bạn làm nhanh nhá, làm nhanh này. Khi chúng ta làm thì chúng ta có một cái nhận xét, nếu như mà cái octet của subnet nhá là bằng 1 hết hay từ là bằng 255 ở trong hệ thập phân đấy, thì khi mình end với cái thằng này này, mình end với cái thằng này đó, thì nó giữ nguyên cái giá trị thằng này, nó không có thay đổi gì cả, được chưa? Thế vì thế mình làm nhanh, chỗ này là các bạn nhận xét, các bạn làm nhanh. 26 bit thì mình chia ra cái ba cái octet đầu tiên nhá, ba octet đầu tiên là 3824 mà, thì ba cái thằng này không thay đổi nhá, end vẫn không thay đổi đó. Tức là ở đây là cái mặt nạ của mình ở đây sẽ là 255 này, 255 nhá. Tiếp theo cái thứ hai cũng là 255. 255. Cái thứ ba của mình cũng là 255, bởi vì mặt nạ là 26 mà. Đúng không? Cái cuối cùng của mình là bao nhiêu cả lớp? Cái cuối cùng là mấy bit? Cái octet cuối cùng là mấy bit? 2 bit, 2 bit chứ, đúng không? 3824 còn 2, như vậy đây là cái octet cuối cùng ở đây này. 11. Đây là mặt nạ nhá, làm nhanh. Đấy. Thì bây giờ các bạn đổi cái 122 này. Các bạn đổi 122 nhá, ra nhị phân, các bạn chỉ việc lấy cái 122 đổi ra nhị phân, sau đó các bạn end với cái thằng này. Được chưa các em? Rõ chưa? Cả lớp hiểu nào không cả lớp? Ừ, đấy. Làm mỗi cái octet cuối cùng này end với thằng này, cái này đổ ra nhị phân end với thằng này, sau đó mình sẽ được nhị phân, sau từ đấy mình sẽ chuyển sang thập phân, sau mình lắp ghép với ba cái đầu này ra địa chỉ mạng nhá. Đấy, làm thật nhanh như thế. Thì cái này nếu mà các bạn biết bấm máy tính ấy nhá, máy tính calculator của mình ấy, bấm một cái ra luôn, tính cho nó nhanh, được chưa? Còn nếu mà không biết cách tính ấy, lại ngồi dò thôi. Phân tích 122 bằng bao nhiêu đấy? 122 phân tích sẽ bằng lớn nhất là bằng 64 đúng không? Đấy, nhá. Bằng 64 này cộng với 32 này. Như vậy là được 96 rồi. 96 như vậy mình cộng với 16 nữa. Cộng với 16 nữa là chỗ này là 2 nhớ 1 này. Có về 9 102, 102 như vậy là cộng với 8 này. Đấy. Mình cứ cộng dồn như thế. Cộng với 4 đúng không? Nào đấy, đây cộng này, đây là 10 này, đây là 20 này, viết 4 như 2.
124 thừa rồi các bạn ạ. Như vậy đây là chỗ này chỉ là 2 thôi. Đấy, mình cộng như thế. Thế về 64 đổi ra thì nó là 2 mũ 6 này. Cái 32 đổi là 2 mũ 5 này. 16 đổi nữa là 2 mũ 4 này. Cái này là mũ 3 này. Cái này là mũ 1 này. Đấy, thế mình đổi ra nhanh nha. 122 này, 70 này, 6 có này, 50 này. À, 5 có, xin lỗi các bạn, 5 có. 4 có này, 3 có này, 2 không có này, 1 có này, không có. Đấy, đổi ra 8 bit này. Sau đó mình lấy 8 cái bit này, mình add với 8 cái bit này. Nhưng mà đổi như này ấy thì các bạn làm không thể kịp được nhá. Đấy, sử dụng máy tính đổi cái 122 này ra nhị phân, nó ra một cái chuỗi này luôn. Đấy, hoặc các bạn có thể là lên trên vào web ấy, có những web nó cho phép mình đổi đơn vị đấy nhá. Đổi số từ hệ thập phân sang nhị phân, hoặc ngược lại từ nhị phân sang thập phân, các bạn đổi nhanh. Được chưa? Đấy, chứ không ngồi làm này lâu lắm nhá. Đấy, lưu ý như thế. Tính giải địa chỉ hot và địa chỉ quảng bá của các mạng sau. Thế thì bây giờ nếu như mà xác định được địa chỉ hot và địa chỉ quảng bá thì các bạn phải xác định được là số bit dành cho hot ID đúng không, và số bit dành cho network ID. Ví dụ cái thằng này đây, thằng này mặt nạ của nó nhá là bao nhiêu bit cả cả lớp. Mặt nạ là bao nhiêu? Mặt nạ là 25 đúng không? Thì 3824 là 24 cái bit đầu tiên này là nó sẽ dành cho network ID, nó cộng thêm một cái bit ở đằng sau này nữa nhá. Thì mặt nạ của nó như sau. Như vậy là bốn cái đầu tiên, ba cái đầu tiên không thay đổi, làm nhanh, tức là vừa kết hợp thập phân nhị phân đấy. 133 này, 27 này, bình thường là các bạn phải đổi sang nhị phân hết nhá, được chưa? 4 này. Mình làm kiểu như thế này cho nhanh thôi nhá, làm nhẩm nhanh. Thì bây giờ đây là mặt nạ 25, còn mỗi bit nữa đúng không? Đó chính là cái thằng này này. Đấy, cái octet cuối cùng đây. Đây đủ 8 bit. Thế mặt nạ 25 của mình thì đến đây, cái phần này nó luôn luôn không thay đổi này nha. Nó chỉ thay đổi cái thằng này thôi. Thay đổi cái thằng này thôi. Thế bây giờ thay đổi cứ giữ nguyên như này nha, để làm cho nhanh. Thay đổi cái thằng này thì cái địa chỉ hot đầu tiên sẽ có giá trị là bao nhiêu? Đây, cái này là địa chỉ mạng rồi nhá. Bây giờ địa chỉ hot đầu tiên là cái thằng này bằng mấy? Bằng một đúng không? Thấy chưa? Đấy, vân vân. Không 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 này, không không một không. Đến cái thằng địa chỉ hot cuối cùng nhá, vân vân. Thì cái thằng này sẽ là một 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 không đúng không? Địa chỉ quảng bá của nó tất cả cái bit này bằng mấy hết? Đấy, một hết. Đấy, nha. Xong bây giờ đổi ra đây là địa chỉ hot đầu tiên này. Cái thằng này đây là 128 mình vừa vừa ấy đây đúng không? Cộng với một là 120 mấy? 129. Đấy, đây là địa chỉ hot đầu tiên này, địa chỉ hot cuối cùng này. Địa chỉ hot cuối cùng đây. Nhìn vào đây nhá. Nhìn vào đây mình lấy cả một cái bit một này, giả sử đây là bằng một hết nhá, đây là tính địa chỉ quảng bá. Như vậy đây là trong trường hợp địa chỉ quảng bá, đây là tất cả các bit này nó bằng một hết đúng không? Thì nó sẽ tương ứng với cái địa chỉ là 200 năm mấy? 255 đúng không? Đấy. Thì như vậy 255 mà cái thằng này này cộng một thì mới ra cái thằng này, hay nói cách khác là thằng này lấy thằng này trừ đi một ra thằng này thì thằng này sẽ là 254, làm nhanh. Được chưa? Thì như vậy là giải địa chỉ hot của thằng này nhá sẽ là từ 133 này chấm 27 chấm 4 chấm 129 đến 133 chấm 27 chấm 4 chấm 254. Còn địa chỉ quảng bá của nó sẽ là 133 chấm 27 chấm 4 chấm 255. Cái này cả lớp rõ chưa cả lớp? Em rõ không? Đấy, làm nhanh như thế, nhẩm cái đầu tiên đây này, nhẩm cái thằng đầu tiên nhá. Là cái bit đầu tiên bằng 0. Còn nhẩm cái thằng cuối cùng là cho tất cả các bit bằng một, có mỗi cái thằng cuối này bằng không. Sau đó cộng thêm cái này chính là đây nó phải có thêm một đằng trước đúng không? Xong đổi cái này sang thập phân là ra địa chỉ hot cuối cùng nhá. Đấy, ví dụ đi thi người ta sẽ cho, ví dụ như là người ta cho một cái địa chỉ như này. Đấy, hỏi giải địa chỉ hot của nó là bao nhiêu thì người ta sẽ cho cái địa chỉ này, địa chỉ đầu tiên là cái địa chỉ này này. Đấy, xong nó chấm 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 địa chỉ cuối cùng là địa chỉ này thì sẽ có một cái đáp án đúng, còn ba đáp án sai.
nhá. Đấy các bạn phải làm thật nhanh. Thế như vậy là hình dung là ví dụ cái câu đấy chỉ làm trong vòng tối đa là 1 phút rưỡi thôi. Làm thật nhanh cho cô. Các bạn là tìm hiểu các công cụ để có thể chuyển nhanh từ thập phân sang nhị phân hoặc ngược lại. Phần tiếp theo là chia thành mạng con. Cái bài toán này thì dễ rồi. Bây giờ chia thành mạng con thì nguyên tắc của chúng ta là chúng ta sẽ mượn mượn một số bit ở cái phần hot ID để chúng ta chia đúng không? Bốn mạng con thì chúng ta chia thành mượn mấy bit? S vòng mấy? Mượn 2 bit nhá. Đấy. Thì ở chỗ này này, hai cái octet đầu tiên đây là 139.12, mình giữ nguyên. 139.12 mình giữ nguyên. 12 mình giữ nguyên, đấy là 12816 rồi đúng không? Thì bây giờ mình mượn 2 ở ở cái octet 2. Thì mình mượn 2 ở đây, 2 bit ở đây nhá. Thì hai cái bit đầu tiên đấy nhá. Sẽ làm địa chỉ mạng. Địa chỉ mạng thì cái đầu tiên nó sẽ là 00 này. Đấy, 00. Còn đằng sau nó là x cái gì không biết, xx nha. Xx. Đấy. Cái mạng thứ hai thì giống hệt như này. Thì cái thứ hai của nó sẽ là 0 mấy? 01. Cái thứ ba là 10. Đấy, cái thứ tư là 11. Đấy, nhá. Được chưa? Đấy, chia thành 4 mạng con thì đây đây là địa chỉ mạng của nó này. Tất cả ở đây các bạn cho bằng không hết, đấy là địa chỉ mạng. Nha, 8 bit không, cái đằng sau cũng 8 bit không hết. Tất cả cái này không hết làm sao đủ 32 bit. Sau khi các bạn lấy xong ấy thì mỗi một cái mạng này các bạn tính địa chỉ hot của nó là những bit còn lại. 1 2 3 4 5 6 7 8 này, cái đằng sau cũng 8 bit. Đây. Đấy, ví dụ đây là cái mạng đầu tiên, những cái mạng thứ hai tương tự như vậy các bạn cho không hết đây, đây là địa chỉ mạng. Thế thì trong mỗi một cái mạng con chia được từ đây này các bạn lại xác định giải địa chỉ hot. Địa chỉ hot thì đây là cái số bit dành cho cái phần hot ID mới đúng không? Thì cho cái thằng này bằng 1 này. Thế là địa chỉ hot đầu tiên, cho tất cả cái bit này bằng 1 hết, trừ cái bit cuối cùng ra bằng 0 đấy địa chỉ hot cuối cùng, và cho tất cả những bit này bằng 1 hết, đấy là địa chỉ quảng bá của mạng đấy. Được chưa các bạn? Rõ này chưa cả lớp? Alo. Ừ, về nhà nhé, bạn nào mà chưa hoàn thành làm lại làm thật nhanh nhá. Luyện làm sao cứ tính nhanh trong vòng 1 phút đi, hoặc là 1 phút rưỡi, một cái câu câu kiểu bài dạng bài tập như thế này. Đấy. Thế còn bây giờ bài cuối cùng, bài cuối cùng thì cô mới học xong cái phần này, mới học xong như ở đây nhắc lại nào. Bây giờ các bạn là K2, các bạn đang vào rồi đấy. Bài cuối cùng này, đây là cái g của mình đây, cho g đây nhá. Thì ở đây là mình sẽ tính ra cái r là bằng mấy. G đây là 5 bit thì r đây sẽ là 4 bit đúng không? Sau đó mình lấy d nhân với 2 mũ r. Thì đây d đây này, mình thêm 4 số 0 vào đằng sau, r bằng 4 thêm 4 số 0 vào đằng sau. Thêm vào nhá, nối vào đằng sau ấy. Sau đó là lấy cái chuỗi ấy, mà sau khi mình thêm 4 số 0 vào đằng sau ấy, mình chia cho cái g. Chia cho cái g này nhá. Cái g này mình đưa lên đây mình chia. Chia thì đây chia theo kiểu module 2 không nhớ, thì khi đó cuối cùng mình sẽ được một cái số dư là 4 bit, thì cái số dư đấy chính là CRC. Đấy. Số dư là CRC, sau khi có CRC ấy, mình ghép D, sau đó ghép cái R vào đằng sau thì mình sẽ được DR là cái chuỗi cần chuyển đi. Thế còn ở phía bên nhận này, bây giờ cho đa thức sinh. Chuỗi dữ liệu nhận được là như thế này, hỏi có lỗi hay không có lỗi, vì sao, đúng không? Thế thì ở đây muốn biết có lỗi hay không có lỗi ấy, thì bắt buộc mình phải chia cái dữ liệu nhận được này cho cái g nhá, chia cái này cho g. Thì g ở đây là cho dưới dạng đa thức thì các bạn phải chuyển sang nhị phân. Ở đây mình làm đây là x mũ, cô xin lỗi nhá, cái này là x mũ 4 các bạn ạ. Các bạn sửa lại cho cô, cái này là x mũ 4 chứ không phải là x 4. Cô copy nó, cô quên không chỉnh sửa lại. Thế như cái này mình sửa ra này nhá. Mình đổi cái này sang dạng nhị phân thì ở đây mình sẽ đổi từ mũ cao nhất, x mũ 4 có thì 1 này, 3 không có này, 2 không có này, 1 có này, không có, một chính là x mũ 0 đấy. Đấy. Đây chính là g. Đây là g. Thì mình lấy cái chuỗi dữ liệu nhận được này mình chia cho g. Nếu số dư bằng 0 thì là không có lỗi, còn nếu số dư bằng khác không thì là có lỗi nhá. Đấy, thì như vậy là cái trường hợp đây, cái kết quả của mình đây. Kết quả cái chuỗi này này nhá, cái chuỗi CRC này này, CRC này mình tính được trong trường hợp này. Đấy, của nó sẽ là 100. Còn trường hợp này khi mình chia nó có dư nhá, chia nó có dư, số dư là 1010. Ừ. Như vậy là trường hợp này nó sẽ có lỗi, được chưa? Đó. Các bạn nào mà chưa làm được bài thì về tự mình ghi đầy đủ ra ra vở nhá. Luyện đi luyện lại những cái dạng bài tập này sao cho thật nhanh.
rồi bước qua.